Xin chào tất cả bà con chăn nuôi. Hôm nay tôi có thời gian giải chế cái máng uống tự động bằng cái van phao dành cho ta cầm uống. Một cái van sẽ cho cả đàn 500.000 con uống được. Muốn mua van ấy thì bà con liên hệ với thiết bị chăn nuôi Mai Dung, địa chỉ Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh. Xin chào tất cả bà con.